Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình AirGrup nhận 50 top càng rem. Chương trình AirGrup này nó random cho 250 winner may mắn các bạn. Thì 50.000 top càng rem này khoảng 50 đô các bạn. Rồi, để tham gia giá hôm nay các bạn cần click cho mình link mô tả dưới bình luận mình nha các bạn. Chứ mình không có để dưới bình luận chứ không có để dưới mô tả nha các bạn. Rồi bạn chấp nhận điều khoản nè. Rồi bạn continue nè. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn bấm Add to Wallet của MarketCap nè các bạn. Rồi, các bạn cho nó một sao người ta các bạn. Một token này 0.19 đô cho một token người ta các bạn. Khá là ngon. Rồi, các bạn chờ 3 giây nha các bạn. Rồi, các bạn xem qua 3 giây các bạn bấm vào Continue nè các bạn. Rồi, các bạn chấp nhận tôi không phải là người máy nè. Chọn vào hình ảnh có chứa từng chiếc xe buýt. Xe buýt đâu các bạn? Xe buýt nè các bạn. Đây không các bạn, đây nè. Rồi đây luôn xe buýt. Rồi các bạn bấm kiểm tra các bạn. Rồi ok. Rồi tiếp tục các bạn add địa chỉ BNB Smart Chain Bet20 trên YouTube Wallet của mình vào người ta các bạn. Rồi các bạn dán vào đây người ta các bạn. Rồi các bạn bấm vào Continue. Rồi nó ra một số nhiệm vụ thì các bạn thực hiện thêm một số nhiệm vụ các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên follow Twitter nè. Rồi các bạn theo dõi nha bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Các bạn nhấn vào Continue. Rồi tiếp tục các bạn follow Twitter nữa nè. Rồi các bạn theo dõi nha bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Các bạn bấm Continue. Rồi các bạn follow tiếp tục nè. Các bạn cứ làm nè. Theo dõi nè. Rồi các bạn bấm vào Continue. Tiếp tục các bạn sign up, các bạn đăng ký một cái tài khoản trên new nữa nè. Chấp nhận điều khoản Continue. Rồi các bạn join Discord game này vô sau các bạn. Các bạn visit event nè. Activity này các bạn chỉ việc xem qua thôi các bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn retweet Twitter nữa nè. Các bạn vào đây các bạn like nè. Thích nè. Rồi các bạn tweet lại nghe bạn. Rồi các bạn bấm Continue. Rồi tiếp tục cùng follow minimum nè. Xem qua 5 giây nha các bạn. Này bị chặn nè. Trang minimum này bị chặn. Thì các bạn cứ nhấp tới hoài đi các bạn. Rồi các bạn bấm Continue luôn các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào link, các bạn lên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Click boy bounty nè. Rồi còn nhiệm vụ này thì các bạn xin chào Discord luôn các bạn chào một chút xíu các bạn. Trên Discord thì bạn chấp nhận được mời người ta các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại nha các bạn. Các bạn bấm vào Continue nè. Xong nha các bạn. Ok vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình AirGrup nhận 500.000 token rem đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.